Dạ, Trang Ngọc xin mến chào cả nhà thân thương. Dạ, thưa cả nhà, thì hôm nay là Trang Ngọc dẫn ông bà anh chị mình quay trở lại thăm bà cụ nằm bất động hôi thối trong cái căn nhà của bà này cả nhà. Thì Trang Ngọc quay trở lại để mua cho bà một thùng sữa và lại một số đồ ăn. Ủa, bà không mặc đồ hay sao vậy chị ơi? Dạ, Trang Ngọc mới vừa nhờ hai chị để mà đến dọn dẹp cho bà, lau người bà để cho nó sạch sẽ. Có phải là chị áo vàng mình là cháu của bà không ạ? Bà đây với bà con bé này là hai chị em. Dạ. Dạ dạ rồi em hiểu rồi. Dạ bây giờ là hai chị giúp em lau cho bà nha. Bà nói gì vậy chị? Bà nói có quần xà lỏng không? Có quần xà lỏng á hả? Là quần gì chị? Quần lớn. À quần lớn. Đâu có đâu mà không bự hết được chứ. Dạ hồi đó giờ là chị lo cho bà hay là ai lo? Em lo. Lo mà giặt đồ mà bà yếu là sao giặt được người giục chứ. Dạ. Là giục thét giờ không còn đồ nữa cho bà mặc luôn. Con bà mẹ mới giặt kia này, bà chắc là dạ. Ôi hết được chứ. Bà bố là bà này nhá, bà giục hết rồi. Dạ. Ta ô. Chị áo đỏ đây thì video trước đó là em có nhờ chị nè, chị hàng xóm nè đấy, để qua lau người cho bà nè, rồi này kia rồi. Thì hôm nay cũng rất là may khi gặp cháu của bà này cả nhà. Thì tí nữa thì em sẽ có vài chuyện để muốn nói với chị á. Dạ thì bây giờ hai chị có thể là lau người cho bà được không? Tại vì bây giờ lại Sơn Ngọc không thể nào mà Sơn Ngọc ghi hình cái vấn đề là bà khổ thân cả nhà, nó bị phản cảm trên cộng đồng mạng. Dạ thì Sơn Ngọc hy vọng là ông bà của anh chị đồng hành với Sơn Ngọc nha. Thì hôm nay Sơn Ngọc có mang theo một cái tông đơ để mà xuống tóc bà cho nó sạch sẽ cả nhà mình. Thì tập video trước Sơn Ngọc chia sẻ trên kênh của Sơn Ngọc thì ông bà của anh chị mình cũng rất là quan tâm. Và rất là nhiều người biết đến thì có chia sẻ và góp ý với Sơn Ngọc là kêu Sơn Ngọc là hớt tóc cho bà đi để cho nó gọn gàng và cho bà mát. Thì con của bà hôm nay Sơn Ngọc quay trở lại cũng không thấy con bà đâu cả nhà. Thì bà có một người con trai bị tâm thần. Ủa con của bà đâu rồi chị? Con của bà đi uống rồi. Đi uống rồi hả? Là đi nhậu hả? Trời ơi. Mẹ nằm đó mà con đi nhậu mất tiêu rồi. Buổi sáng nhà, ở dưới kia nhỏ ở dưới kia. Dạ dạ. Bà còn đồ không? Đâu, Sơn Ngọc cho cả nhà mình xem hôm nay bà ăn gì nè. Thịt này ai nấu vậy chị? Con của ổng. Thịt nấu gì mà sao nó trắng bóc không nhỉ? Thịt chắc mỡ nó ra nó đóng cục luôn. Cái gì tâm anh nè. Trời ơi, cái này chưa đổ luôn à. Cái này không biết. Cái này hôm bữa em thấy rồi. Chưa đổ luôn, để ăn lại sao chứ? Đổ thì ông la. Trời ơi, lên mắt luôn kìa, lên mắt trắng luôn kìa. Lát nữa nhớ muốn cái đồ ăn đó chị đổ bỏ hết đi chứ, để lâu quá rồi. Trời ơi, bà nằm rồi cả nhà ơi. Chú lớn nhìn thấy em nào có hổ. Ở trong đây bữa Sơn Ngọc có mua gạo ở đây nè. Bao gạo kia Sơn Ngọc cũng mua luôn nè cả nhà. Cũng vẫn còn luôn. Trên công viên trên nhà trước á thì không có ở gì hết, chỉ để đồ thôi nè cả nhà. Nó bị lỡ chảy mũ luôn kìa. Có
Nó hôi quá cả nhà mình. Sao vậy chị? Chịu không nói cả nhà. Trời ơi, cái vết thương của bà để lâu quá lắm. Cái nước mủ nó ra trắng tư luôn rồi. Đây, để em cắt tóc cho bà luôn, xong rồi lau cho bà nha chị. Dạ. Dạ. Trời ơi, ăn lủng hết thịt luôn. Cháu của bà chịu không nổi luôn. Dạ. Đưa em cắt tóc cho bà xong rồi em dịnh bà chị lau nha. Dạ dạ. Bà ơi, con cắt tóc cho bà nha. Con cắt tóc nè, tóc nè. Dạ, con cắt cho bà thoải mái nha. Tanh quá. Dạ, dạ, dạ. Sư Ngọc xin phép cháu của bà rồi nha cả nhà mình. Cũng rất là may hôm bữa là có cô Phương Dung của nước ngoài về, đem cái tăng đơ về để mà cắt tóc cho trẻ em trên khu vực rừng núi, và cô cũng có để lại cho Sư Ngọc cắt ở cả nhà mình, cho nên là hôm nay Sư Ngọc mới có để mà cắt cho bà nè, không mà bó tay luôn. Chị dình dình em không chị? Ừ. Em đang cố chịu. Dạ dạ dạ. Phải nói là cái vết thương mình đã lâu quá cả nhà mình. Nó cái mùa nó ra làm sao thì cả nhà mình cũng hình dung ra như vậy á. Dạ. Con của bà bông xuống rồi. Dạ. Cháu của bà là chạy luôn rồi cả nhà. Cháu của bà là chịu không nổi. Cắt tóc cho bà đẹp gái nha bà. Để đi đi kiếm anh mới. Nha bà. Để đi kiếm anh mới nha. Tối con chở bà đi uống trà sữa đồ nha bà. Nha. Bà còn hiểu Sơn Ngọc nói mà bà kêu ừ nữa kìa. Nha. Tối con chở bà đúng chai sữa rồi nha. Tôi cần cà phê ông. Rồi, sạch sẽ mát mẻ, làm xong bà, đợi con chiếu nha. Bà có mệt không? Mệt hả? Mệt chứ. Mà chú già chứ, kê bà chú già cứ mua chết ạ. Dù. Bà nói sao chị? Của ba có chọn bà uống nước hồng. Chỉ mua nước trong chai để sáng tức mặt bá. À, con có mua sữa cho bà kia, lát nữa con cho bà uống sữa luôn. Sư Ngọc cầm cái cỡ 3 phân để cắt nó không có ngắn lắm cả nhà mình. Nó vừa thôi. Cái cỡ 3 phân này mình cắt nó vừa, nó đẹp rồi cả nhà. Bà cho phép con cầm đầu bà xíu con cắt nha bà. Dạ. Cào chọc luôn chứ giờ sao chị? Chứ giờ thì cà lê chị để nó dài lại cũng như không. Nhưng mà ủi chọc cho sạch chứ chị. Chị thấy đẹp không? Sạch sẽ không?
Đây là bà chuẩn bị đẹp gái rồi, chuẩn bị con lau người sạch sẽ cho bà rồi con dẫn bà đứng từ sữa. Hôm nay con làm thợ hớt tóc rồi chứ ngày đầu tiên con làm thợ hớt tóc nè bà. Con cắt cho bà là đầu là cái gọi là phải là gọi cái đầu tóc đầu tiên con cắt luôn á. Lần đầu cắt luôn hả? Dạ lần đầu cắt á. Đáng cố chịu một xíu anh chị nha. Bà gần đẹp gái rồi. Chị thấy cắt tóc rồi xong thấy mát mẻ không? Trời ơi, bà đẹp gái quá trời luôn nè bà. Xong rồi, bà đợi con xíu. 30 giây. Rồi. Rồi xong rồi bà, quá là đẹp trai, ấy lộn, quá là đẹp gái luôn bà. Nó lộn nó lại cái gì đâu. Em bồng bà ra xích đây cái rồi chị lau cho bà nha. Cái miếng vải này miếng vải sạch đúng không chị? Ba. Từ. Ừ. Ok ba. Rồi. Cái phần bên đây là cái vết thương cho nên là Ngọc không ghi hình được cả nhà mình. Ừ, chỗ đây là chưa cắt xong, để em có cái lược không? Không cô. Có cái lược không em? Có ạ. Được. Đưa cho Ikra một tạc sĩ xin bị hẹo về nè. Tạc sĩ ông xem. Ông xem. Tạc sĩ. Bà thấy sao bà? Dạ. Thoải mái đúng không? Đây con tháo cái cỡ ra con ủi cho bà luôn mà nó đau á, sợ nó đau á. Ủi cái gì nữa? Này nó còn dài nè chị. Được rồi mà. Cần tung nó dài rồi. Không sao đâu, em thở hớt tóc mới ra ngồi ngày đây mà. Bà có mệt không? Bà. Bà cho phép con lau ở trong này nha bà. Nha. Bà còn sợ gì để mất không? Hả bà? Mất cái gì nữa. Ngay chỗ vết thương thì nó mới đau chứ còn nay chị phải lau mặn nó mới sạch ra chứ. Cái chị lau phớt phớt nó cũng đâu sạch đâu. Cái này hôm nay chân này nhức nhức mình đó, chị lau nó bất nhức hết. Nãy nhức nhức cái này luôn hả? Em lau sạch rồi. Hôm nay
chị lau bớt rồi đó. Bớt rồi, giờ em lau quay sạch luôn. Rồi sạch luôn. Bà có sợ con không? Không bà? Bà có sợ không? Bà cười kìa. Bà cười đẹp gái quá trời luôn bà. Chỗ này gần lỡ nè, không lau sạch sẽ là lỡ nè. Nó lành rồi. Có lạnh không bà? Không ha. Bây giờ là bà thấy thoải mái hơn chưa? Dạ. Bà ráng cố gắng tí con lau cho sạch sẽ bà nha. Nha. Đây con lau chân bà nè. Chị lát nữa chị lau chỗ cái phần nhạy cảm của bà được không? Được. Rồi chị lau nha. Cái... chỗ đó em kỳ quá. Rồi ở ngoài thì em lau hết rồi á. Lưng thế này. Từ từ em lau lưng nữa. Trời ơi làm cái xương sống mà nó lát luôn. Chị lau bà đi, em dịch bà ra. Sạch rồi thì em dòi sạch rồi. Thưa cả nhà, Trần Ngọc xin phép là che lại nha cả nhà mình nha. Chứ mấy cái hình ảnh như thế này nó rất là nhạy cảm cả nhà mình. Dạ, Trần Ngọc mong ông bà của chị mình thông cảm với Trần Ngọc nha. Tại vì video thì mình che lại thì nó không có hoàn thiện để gửi đến ông bà của chị mình xem á. Thì xem video nó rất là khó chịu. Sẽ nhanh thôi cả nhà, Trần Ngọc sẽ... cắt gọn lại video để mà gửi đến ông bà của chị mình. Tóc tai của bà thì gọn gàng rồi, giờ thì sạch sẽ rồi cả nhà. Xong rồi chị ha, mặc đồ được chưa? Được rồi. Dạ. Rồi, chị mặc đồ cho bà đi. Tí nữa chắc em nhờ chị quá, chứ cháu chị thì em thấy thua rồi. Để nữa. Băng răng ở. Thôi để cho nó thoáng luôn đi chị, cho băng dán nó cũng ấy hả? Để cho nó thoáng luôn. Thoáng đi, để cho thoáng nó khô đi. Ừ. Dạ. Rồi mặc áo cho bà đi chị. Cái quần nó sạch hả chị? Áo đó của cháu bà. Là của con bà chứ không?
Không, không, không có áo nữa nè. Đây nè chị. Áo này đại đi. Dạ, mặc đại chứ bây giờ sẽ có đi đâu đâu mà mặc đồ đẹp. Có mặc là được rồi. Bà ơi, xỏ tay vô nè bà. Rồi em ấm bà lên rồi chị mặc quần ha. Ừ. Dạ dạ. Rồi, chị mặc quần nha. Từ đã. Mặc xong đã. Cái một nước thôi. Dạ. Cái trung thương sao? Nó dính cái bãi này còn thao ra nữa. Dạ, cái mặt một nửa rồi. Cái một nửa rồi. Ác nhân là cái vết thương nó ngay cái mông nè. Cái cho nên là... Nè nè nè, kéo cái này nè. Đau không bà? Đi chứ. Rồi bây giờ bà thích nằm ở dưới chiếu cho nó mát hay là bà thích nằm ở trên giường sét bà? Nằm trong giường sét đi, ta biết. Dạ, ok. Đấy, mình đó. Cái gì chị? Mình chị. Cái nào đâu, em đâu biết cái nào đâu. Cái đó dơ rồi. Dơ rồi. Đắp hả? Đổ nước đây lau luôn chị ạ. À. Cái mền đây chị giặt luôn đi. Dạ bà ơi, bây giờ là bà thấy thoải mái chưa? Bà thấy thoải mái chưa bà? Đỡ rồi ha. Thoải mái rồi. Dạ. Sao bà? Bà nói sao con không nghe rõ. Dạ. Con không nghe rõ bà. À, dạ thưa cả nhà, thì sẽ Ngọc cắt tóc cho bà. Không có chặt lắm đâu, vẫn còn tóc nè, sạch sẽ đẹp luôn cả nhà. Y như ngồi tiệm luôn. Nếu mà y như thì chắc mấy anh làm tiệm hóc tóc chửi cho Ngọc chết luôn á. Cỡ 80% là thấy ok rồi, thấy mát rồi. Rồi thấy bà đẹp gái quá trời luôn rồi. Rồi bây giờ là chị sẽ cho bà uống sữa nha. Chắc lâu lắm rồi bà chưa uống sữa hả bà?
Chị, nãy giờ bà nói cái gì em không có nghe rõ chị. Chị giải thích giùm em được không? Đi mua đợt hả? Mua hai à? Tìm hỏi ăn à? Bà nói mất cắt nước rồi. Thêm dạ, sữa. Dạ, dạ, chị cho thêm sữa đi. Chắc sáng bà cũng chưa ăn sáng đâu. Chị đang bằng bên kia chưa qua nữa. Dạ. Chân lập công của bà chăm sóc chứ. Có người con trai mà bị vấn đề về tâm lý đó mà sao mà lo cho bà được. Đâu có như người bình thường được đâu chị. Dạ, ông uống thì... Hồi xưa ông bình thường mà. Hồi xưa bình thường á, bây giờ sao lại bị như vậy chị? Chắc do ông uống nhiều quá giờ. Uống nhiều quá hả? Ừ. Rồi, bà uống sữa thấy thương cả nhà. Chị thấy em cắt tóc đẹp không? Ừ. Sạch sẽ luôn ha. Ừ. Gọn gàng. Nhìn đẹp gái ra chứ. Mới nay chọc giỡn bà kêu tối chở bà đi uống trà sữa. Đi kiếm anh mới mà bà cười bà kêu đồng ý luôn cái nhà. Tính ra là bà vẫn còn minh mẫn á chị. Bà nằm như thế này rồi đau đớn như vậy mà vẫn còn minh mẫn là em thấy cũng là một cái gì đó rất là hay. Em nghĩ nếu như mà ai chăm sóc cho bà và lo lắng cho bà như nãy giờ mà em với chị làm cho bà á thì chắc có lẽ là bà không đến nỗi như ngày hôm nay đâu chị, không có bị lở loét như vậy đâu chị. Thì tí nữa thịt em có mua lên cho bà thì cho cháu của bà nấu ăn hả? Cho cháu bà nấu ăn đi, bữa chín nấu rồi mà. Nếu như mà em đưa cho chị thì sao? Chắc sẽ có những cái câu chuyện cãi vã với nhau đúng không? Ta, nhưng mà bây giờ bữa là không có cháu của bà, giờ cháu để cháu bà nấu. Nhưng mà bây giờ cháu của bà không có lo cho lắng cho bà được thì sao chị? Như mới nãy cháu của bà tính vô giúp bà nhưng mà thấy hôi quá cũng chạy đi luôn rồi. Sao người cười ngoài đó. Như bây giờ em có một số tiền của các ông bà cũng chơi nhà hảo tâm muốn gửi cho một người nào đó để mà lo lắng cho bà những ngày sau thì cái này em không dám nói xuôi. Chứ nhưng mà bây giờ bà nằm như thế này nè, cứ như thế này thôi thì bà không còn được bao lâu nữa thì em sẽ hỗ trợ cho bà được ngày nào hay ngày nấy, thì em sẽ gửi số tiền nào đó cho một người để mà hàng ngày qua lo lắng cho bà uống nước, cho bà ăn, rồi có thể lau cho bà đôi chút trên người đó cho sạch sẽ một chút đó, thì em gửi cái tiền đó cho người đó thì như thế nào? Như chị có nhận không? Chị không nhận hả? Chị sợ điều gì? Nhưng bây giờ em thấy con cháu lo không được. Được chứ, tại vì lúc nào cần chịu bà phụ thì phải chịu bà phụ. Nếu như bây giờ thì em cũng rất là cảm ơn chị. Cái số tiền bây giờ thì em sẽ gửi cho cháu của chị, cháu của bà. Dạ, chị qua chị hỗ trợ thêm nha. Nếu được như vậy thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Và có cả ông bà của chị đang xem video nè, cảm ơn chị rất rất là nhiều luôn á. Em nói thật nha chị, hàng ngày chị đi qua chị dòm ngó bà đôi chút để cho bà uống nước nha chị. Vậy là được, nhưng mà bắt chị nhận tiền chị. Dạ. Chứ mất con. Dạ. Nó kêu mẹ thì bây giờ em sẽ gửi tiền cho cháu của bà, rồi dặn dò cháu của bà. Thì mua cái chị bên cháu của bà, cháu ăn không được thì nhờ chị sẵn lòng được. Dạ. Bắt chị nhận tiền chị không dám. Tại vì còn cháu của bà nữa mà đúng không? Ừ. Thì nó sẽ có những câu chuyện không hay xảy ra. Thì em cũng không muốn vậy và kể cả ông bà cũng chị nhà hảo tâm cũng không muốn vậy. Ừ. Thì nếu như mà nó xảy ra câu chuyện đó thì bà nằm đây một mình đó thì cũng chẳng có ai thèm mà đến giúp cho bà. Như em thì em ở xa em đâu có đến giúp cho bà được thường xuyên được đâu. Đúng rồi. Dạ, em giúp cho bà được ngày nào hay ngày nấy thôi chứ còn mà ngày nào em cũng đến giúp cho bà thì không thể nào được.
chơi ấy. Giúp đỡ cho bà được ngày nào hai ngày nãy cái nhà mình. Ở đâu vậy? Bà nói gì vậy chị? Thì chị hỏi bà có biết chị không? Chị bà biết. Dạ, biết chứ, bà còn minh mẫn mà. Mềm thanh nhỉ? Ừ. Bà biết con không? Bà biết con không? Con là Ngọc nè. Thở chết, một dạ mày quay mồm tay một thở chết chết, cái nào chết? Con hỏi cho vui bà thôi chứ sao bà biết con được. Con đến thăm bà có 3 lần thôi à. Lần ấy lần thứ 3 à, chứ đâu sao bà nhớ con được đúng không? Không gặp nữa. Bà nói gì? Bà nói không gặp nữa cho nên không nhớ. Không gặp nữa nên không nhớ. Bà hay quên quên á, hay quên. Đúng rồi, tuổi già mà. Cơ thể nhìn thấy quên nhiều á, bà nhớ. Thì em đến thăm bà có 2-3 lần với nhiêu lần thứ 3 nè. Hôm bữa em kêu chị là lần thứ 2. No chưa bà? Vui chứ. Dạ bà uống sữa no chưa? Đây là đừng có uống nhiều quá, uống một hộp thôi thì bà nói uống một chai thôi. Để dành hả bà? Để dành. Bà cười kìa. Ôi ơi, con đến 3 lần rồi, ngày hôm nay con mới thấy bà nở một nụ cười. Thật là đẹp luôn. Hả? À kem ở đội sạch thùng đi. Ngọc và sạch thùng là. Hết con mua thêm cho bà. Thùng khúc luôn đi, mua vô biết không mẹ? Mua vô sạch sạch. Lấy cái thùng cho bà xem nữa, lấy thùng cho bà xem đó chị. Chắc chị không, chắc bà không tin đó. Ngày thứ 3 rồi con đến con thăm bà, con thấy bà nở một nụ cười. Đấy, bà thấy nhiều không? Luôn nè, mua nha. Nhé, mua vô chứ. Bà thấy nhiều không bà? Bà đừng có sợ hết sữa đấy mà uống nha bà. Con sẽ cố gắng con ghé đây để thăm bà và mua sữa cho bà nhé. Bà yên tâm. Bà uống một chai hay là uống một hộp thôi để dành nữa. Dạ, một ngày uống 3 hộp. Như trưa chị sắp xếp thời gian rồi chị rảnh chút chị qua cho bà uống hộp. Chiều cái chị ghé qua chị cho bà uống hộp. Hoặc là như ngày nào đó chị đi làm đó thì có sáng chị ghé qua cho bà uống hộp, rồi tối chị về chị cho bà uống hộp. Chứ nhiều lúc chị đừng có ỷ y và cháu của bà nhiều quá, chị hiểu không? Nếu như mà cháu của bà mà thiệt sự lo lắng cho bà thì không có ngày hôm bữa em kêu chị rồi, đúng không? Và kể cả ngày hôm nay luôn. Bà chị đi chơi. Dạ. Tụi em nữa, chúng chị đi chơi. Dạ thì ai giúp được gì thì giúp thôi chị ạ. À. Chứ mình đừng có ý vào nhiều người. Mình thấy nhiều người giúp này kia nhưng mà mình ý thì cũng té ra là cái người chịu là bà nè. Cái người chịu khó mùi của bà nè. Dạ. Em biết anh coi bà được. Dạ, nói chung là cái tâm con người thôi chị, chứ còn mà mùi hôi này kia nọ thì phải có rồi. Những người bệnh đau thì không tránh khỏi những cái mùi cơ thể rồi. Dạ, những cái mùi vết thương rồi. Đó, và những cái mùi cơm thiêu, những cái mùi đi vệ sinh tại chỗ như vậy thì không tránh khỏi rồi. Hỏi cái người đó muốn giúp đỡ, muốn lo lắng thì đâu phải lo ngại về những vấn đề là cái mùi đó đâu. Thôi mình giúp đỡ thì mình phải chịu, mình giúp cho nó xong. Như em người ngồi đây, em vẫn làm được việc này mà. Đúng rồi, phải tự tên được em đó là con gái chứ, mà em là con trai. Em là nam, em thà như bà là con trai, là người đàn ông đi thì vô tư với em, nhưng mà bà là người phụ nữ. Dạ. Có một cam chứ. Nhưng mà riêng em thì em cũng không có ngại về vấn đề đó đâu. Riêng em cũng không có ngại đâu. Em giúp cho bà là em vui rồi, em không có ngại. Bà cũng mệt lắm rồi nè cả nhà. Bà muốn nhắm mắt bà ngủ rồi. Sợ hôi hả? Sợ hôi hả? Hôi gì chịu không nổi luôn. Chịu không nổi luôn hả? Chị tầm luôn tầm lắm. Bây giờ là em có
cái ý kiến như thế này, không biết là chị có đồng ý hay không. Bây giờ chị là phận của là cháu của bà, đúng không? Thì em là người đến đây thăm bà và hỗ trợ cho bà được gì đó thì hỗ trợ. Và em thay mặt ông bà của chị nhà hảo tâm. Thì riêng bản thân của chị là cháu, thì nếu như mà em muốn giúp đỡ cho bà hay là như thế nào đó thì em phải đều thông qua chị, con hoặc là cháu, đúng không? Chứ người ngoài thì bắt đắc dĩ quá thì mới nhờ đến người ngoài. Dạ. Thì ngày hôm nay á là em đến em thăm bà và em vệ sinh cho bà. Thì em cũng có nhận một số tiền của ông bà của nhà hảo tâm, là muốn gửi cho một người nào đó để mà lo lắng cho bà hàng ngày. Thì chị có dám nhận không? Không, chị có dám nhận không? Chị nhận cái số tiền này rồi á thì chị lo cho bà hàng ngày. Dạ. Còn nếu như chị không dám nhận, không muốn vệ, không dám lo lắng và vệ sinh cho bà thì em sẽ gửi tiền cho người chị này để người chị này lo lắng. Thì chị có đồng ý không? Thì mình phải nói rõ ràng chứ không là em về rồi thì sẽ có những câu chuyện nó không hay xảy ra. Thì em sẽ hỏi trực tiếp chị và hỏi trực tiếp chị bên này. Thì chị, ý chị thì như thế nào? Chị đồng ý. Chị lo cho bà ha. Dạ. Lo kêu bà gì nữa, lo nữa. Lo cho bà cố nè. Dạ. Lo cho bà nữa. Mẹ mẹ coi mẹ em với là đi hái đổ chiều không kịp cho bà ăn á. Dạ. Chiều về tối không có cho. Thì cho đấy như mẹ. Hiện tại chị đang đi làm rẫy làm rừng đúng không? Dạ. Là trồng trọt ở trên núi. Dạ. Thì sáng mình đi sớm, chiều tối mình mới về. Dạ. Thì sáng rồi sao chị cho bà ăn được? Rồi trưa sao chị cho bà ăn được? Sáng thì dắt con đi học xong rồi mua bánh mì gì cho bà ăn đỡ. Dạ. Còn chiều thì mẹ cho cơm qua ăn, nấu canh. Còn trưa? Trưa thì cô Hoa chở lên múc cho bà ăn. Dạ. Nhờ cái chỗ bình đó, nhờ mình. Con của bà là bỏ qua rồi, con của bà là không được rồi. Con của bà là bị vấn đề về thần kinh đó, cho nên là không có lo lắng cho bà được rồi. Nếu như mà lo lắng cho bà được thì không có ngày hôm nay rồi. Chị hiểu không? Đó. Nếu như mà lo lắng cho bà được thì không có bà nằm hôi thối như vậy đâu. Đấy. Dạ. Bánh mì khô gì, bánh mì sáng, bánh canh gì. Hôm bữa mua ăn bà đâu có chịu ăn đâu. Nói là mua bánh chuối cho bà ăn nha. Bánh chuối ngày nào sáng nào cũng ăn bánh chuối gì, chiều gì đón con đi học về mua bánh chuối 5.000 ăn hết. Dạ. Dạ chị ơi, thì bây giờ thì em sẽ thay mặt ông bà của nhà hảo tâm gửi cho chị cái số tiền mà ông bà của nhà hảo tâm mong muốn là gửi cho cái người để mà lo cho bà. Dạ thì con Sơn Ngọc cũng xin phép cô xin nhớ tên. Cô gửi cho con 500.000 để mà mua quà cho bà, rồi còn bao nhiêu số tiền đó thì gửi cho cái người lo. Dạ con thay mặt cô xin nhớ tên, con mua cho bà một thùng sữa với lại một số thịt với lại rau để mà nấu ăn cho bà. Thì con mua hết là 262.000. Dạ thì 500 trừ 262 ra thì còn 238.000. Dạ, chị cầm giúp em nha. Dạ. Chị đếm thử có đúng không? Đúng rồi. Còn 238.000 đúng không chị? Đó là số tiền của cô xin dấu tên. Dạ, và đây thì 1 triệu. Số tiền 1 triệu này á là của chú Khâm. Chị cầm giúp em xin phép em gửi một tay nha. Dạ, 1 triệu là của chú Khâm gửi cho chị để lo lắng cho bà luôn. Chị có muốn nói đôi lời nào với những người gửi số tiền cho chị để mà giúp cho bà không? Hay là có ý kiến như thế nào không? Dạ, xin cảm ơn anh Thí Thủ Thổng. Chú Khang với lại cô xin nhớ tên. Xin cảm ơn chú Khang. Dạ. Xin cảm ơn giúp đỡ cho bà. Dạ. Dạ, xin hết. Thôi đó. Dạ, chị thấy như thế nào và ý kiến có muốn ý kiến gì không? Được rồi.
Dạ, thì em cũng mong. Dạ. Mổ là ở đâu qua mổ sau này hả mổ? Dạ, em cũng mong là chị thường xuyên qua cố gắng giúp đỡ cho bà cũng như bữa nay em chia sẻ với chị rồi nha. Dạ. Mọi chuyện của bà là nhờ vào hai chị á, chứ còn riêng em thì hai chị cũng biết á, em ở xa em đến mà em đâu có ở đây đâu. Dạ, em giúp đỡ cho bà được ngày nào thì hai ngày nấy. Bà cười cái hay cho con vui cái bà. Hả? Bà cười cái cho con vui nè. Một là bên gì nè. Đấy. Chồng bà. Dạ. Đấy, bà ơi, con xin phép bà con đi về nha. Bây giờ bà cảm thấy thoải mái chưa? Nhờ là cậu bà. Một đúng không? Thoải mái rồi ha. Thoải mái rồi. Dạ. Cảm ơn con hả? Dạ, con cảm ơn bà. Tôi cũng nói nữa. Nếu như được thì có con cháu đồ hay ghé đây thăm bà, trò chuyện với bà thì bà vui biết bao. Nhưng mà cái điều đó thì em nghĩ nó là khó để mà thực hiện được. Là mày lo liên lo liên bánh nhỏ. Mày lo liên cái nhỏ khơi bốc khơi mùi gì đó không đó. Dạ chị. Như hàng ngày á, chị mở cái cửa này để thoáng này luôn nha, đừng có đóng nha. Em thấy con của bà cứ đóng không à? Bác sư thì bơ bà nhiều như thế. Cái ông kêu qua uống rượu say hay đón bà ở trong nhà. Dạ. Ai biết đâu. Đón rồi xong mình mở ra là bà sợ ông la. Mình về mình nói là đừng có đóng cửa nha. Sợ gà chó gì ăn cơm nè. Rồi đồ ăn thiêu tí nữa cũng đổ bỏ hết chứ bây giờ để làm gì đúng không chị? Đồ ăn á, em mua đó nấu lại cái mới nha. Cái đó là đổ bỏ đi. Chứ mình tiếc là ăn hại đến sức khỏe của mình. Mà buộc chị đã kỳ mà. Còn mà buộc hai dùm mình hồi lại nhỏ nhỏ luôn nè. Dạ thì một lần nữa em cảm ơn hai chị nhiều nha. Em cảm ơn chị bên này rất rất là nhiều luôn. Chị đi, chị đi biết lại. Dạ thì con Sơn Ngọc một lần nữa không quên, con cảm ơn cô xin giấu tên và con cảm ơn chú Khâm. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Con chúc cho gia đình của hai cô chú luôn có thật là nhiều sức khỏe. Và một lần nữa con cũng xin thay mặt bà cảm ơn cô chú, phải nói là rất rất là nhiều luôn. Đã và cũng cô chú tin tưởng Sơn Ngọc và gửi cho con Sơn Ngọc những số tiền để mà giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn và những cái mảnh đời bất hạnh. Thì con không biết nói gì hơn, con cảm ơn cô chú rất rất là nhiều. Dạ và Sơn Ngọc cũng cảm ơn ông bà của chính chị mình đã dành thời gian quý báu ra xem video của Sơn Ngọc nha. Sơn Ngọc hẹn ông bà của chị mình những tập video tiếp theo trên kênh của Sơn Ngọc. Dạ ông bà của chị mình có thương Sơn Ngọc và thương những cái hoàn cảnh khó khăn thì ủng hộ cho Sơn Ngọc một like và một đăng ký kênh, có thể là chia sẻ video ủng hộ tinh thần cho Sơn Ngọc nha. Hẹn ông bà của chị mình những tập video tiếp theo ạ. Bye bye. Bà ơi. Bà. Bye bye. Rồi bà cười cái rồi, ok. Bye bye bà.